Xin chào các bạn, hôm nay em nha sẽ giới thiệu cho các bạn một bức tranh vẽ sơn dầu với phong cảnh ngôi nhà châu Âu các bạn đang nhìn thấy kìa. Amea đã giới thiệu trước đấy những cái mẫu tranh sơn dầu vẽ phong cảnh ngôi nhà châu Âu kiểu tương tự như này rồi. Nhưng đây là một bức tranh khổ lớn đó. Còn trước kia thì mình đã giới thiệu cho các bạn một bức tranh khổ nó chỉ có 60-90 thôi. Thì ở bức tranh này thì nó đang khổ, nó còn đang là 90 x 1.8 các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Về hình ảnh thì bức tranh vẽ sơn dầu nó sẽ khác với dòng tranh gỗ, tức là nó được vẽ bằng chất liệu sơn dầu 100% và do chính các họa sĩ Việt Nam được Amea đặt vẽ bởi các họa sĩ. Vì vậy mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất liệu sơn dầu này. Đó, đây là nó rất khá là nhẹ, nó được vẽ trên vải các bạn nhé. Và trong bức tranh ngôi nhà, phong cảnh ngôi nhà châu Âu này thì có hai chú thiên nga ở bên hồ nước này. Dịch ra đây một chút thì các bạn có thể nhìn thấy đây là chiếc cổng để vào nhà này. Đó, tất cả đều được vẽ bằng chất liệu sơn dầu nhé các bạn. Đó, đây là những cái bức tường đá này, một cái vẻ đẹp đặc trưng của ngôi nhà ở châu Âu. Và rõ ràng đây là ống khói các bạn có thể nhìn thấy nhé. Tất cả đều được vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Ở bên cạnh ngôi nhà này có một cái dàn hoa khá là đẹp đây. Và hồ nước mà có hai chú thiên nga. Đằng xa này nữa nó vẫn là những cái ngôi nhà ở phía xa. Đó, đàn chim trời các bạn có thể nhìn thấy đây. Vì được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên vải canvas nên bức tranh khá là nhẹ và được bo khung ở viền tạo cái điểm nhấn cho cái bộ tranh hơn. Đó, cho nên là khi các bạn trang trí ở trong gia đình ấy, thì các bạn có thể đặt treo cái bức tranh này ở phòng khách, phòng ngủ hoặc là tại các sảnh khách sạn, đều mang đến một cái vẻ đẹp yên bình. Và đặc biệt hơn đó là sơn dầu là cái dòng tranh truyền thống và được vẽ thủ công bởi các họa sĩ. Vì thế mà nó mang cái giá trị nghệ thuật cao hơn là những dòng tranh gỗ. Bởi vì mỗi một họa sĩ khác nhau thì khi màu sơn dầu cũng như hình ảnh sơn dầu lên nó sẽ có cái chiều sâu cũng như là chất nghệ thuật khác nhau. Đó, không chỉ là cái bức tranh phong cảnh của nhà châu Âu này mà các bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều cái bức tranh sơn dầu khác tại Amea. Mình sẽ dạo quanh cho các bạn có thể thấy. Đây là một bức tranh về phong cảnh ruộng bậc thang, hay là đây là một bức tranh phong cảnh phố cổ, và đằng sau còn rất nhiều bức tranh vẽ sơn dầu nữa. Đó, thì các bạn có thể hoàn toàn đến với cửa hàng tranh Amea tại 211 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoặc là các bạn có thể gọi tới số 0916225866 để được hỗ trợ tư vấn về tất cả các dòng tranh, cũng như là hỗ trợ về đường đi đến với các cửa hàng tranh. Amea khuyên các bạn nên đến xem những cái dòng tranh sơn dầu tận mắt để cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của bức tranh. Bởi vì khi cái dòng tranh sơn dầu này không phải là dòng tranh gỗ nên sẽ không có file in trước. Và chúng tôi Amea khi chụp ảnh lên thì nó sẽ không lột tả được hết những cái màu chân thực như các bạn đang nhìn thấy đây. Mình đang quay thực tế cho các bạn có thể nhìn. Vì thế mà các bạn nên đến trực tiếp cửa hàng tại 211 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem trực tiếp cái chất liệu về sơn dầu và cái màu sắc sơn dầu khi mà lên tranh. Cảm ơn các bạn đã xem cái video giới thiệu về mẫu tranh sơn dầu phong cảnh ngôi nhà châu Âu. Xin chào các bạn.